Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 50, Tính Toán Trong phòng chính, lão thái thái chi chính chống khỉu lên đệm lót theo cành lá xanh, tựa người trên giường nệm nhìn khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ của Trần Doãn Viễn. Bây giờ không giống lúc trước, triều đình đã đổi mấy vị các lão rồi, quan văn chia năm xẻ bảy, quân quyền lại nằm trong tay một số ít dòng họ quyền quý, thế cục trên chiều vô cùng hỗn loạn. Nhà chúng ta tuy đã bị cắt tước nhưng vẫn có không ít thân tộc làm quan, trong mắt người ngoài, chúng ta vẫn còn nương nhờ bóng dâm của tổ tiên, cho nên sẽ không ít kẻ chướng mắt tìm cơ hội bắt thóp các cậu. Các cậu mà sơ hở sẩy chân, dù trong tộc có nhung tay cũng chưa chắc đã giúp được. Trần Doãn Viễn hiểu lão Thái Thái Chi chính muốn nói gì, gia tộc Trần Thị đã vô duyên với trung tâm quyền lực từ lâu rồi. Ông có thể nắm giữ chức quan ngũ phẩm này tới giờ đã không dễ, hoàn toàn không có cơ tiến cao hơn nếu lại phạm thêm sai lầm gì. Hậu quả sẽ không tường nồi. Lão Thái Thái Chi chính khép hờ mắt, bất kể là muốn làm gì, cậu nhất định phải nghĩ kỹ càng mới ra tay, không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho Hoành Ca và Lâm Di, hai đứa nó còn nhỏ lắm. Ta còn sống tất nhiên sẽ bảo ban cho hai đứa nhỏ, nhưng ta đi rồi thì bọn chúng sẽ rơi vào tay Đồng thị, cậu cho rằng khi ấy Đồng thị sẽ đối xử với chúng thế nào? Sống lưng vốn thẳng tắp của Trần Doãn Viễn nhất thời trùng xuống. Lão thái thái tri trưởng nói tiếp, nếu cậu muốn ở lại trong kinh, ta sẽ tìm cách giúp cậu kết nối quan hệ, sống yên phận với chức lang trung trong bộ viện cũng tốt. Nghe được lời này, Trần Doãn Viễn rốt cuộc không kìm được kinh ngạc ngẩng lên nhìn lão thái thái chi trưởng lão thái thái đều biết sao lão thái thái chi trưởng mở mắt ra thở dài ta chỉ biết cậu làm quan ở phúc ninh không thuận lợi quan viên nơi đó đa phần ủng hộ thành quốc công còn cậu thì không sắc mặt trần doãn viễn trở nên nặng trĩu song vẫn không giấu được nhuệ khí ẩn bên dưới không dám gạt lão thái thái doãn viễn chẳng những không muốn hùa theo thành quốc công mà còn phải kiện hắn tội cấu kết với hải tặc giả trang thành giặc oa đốt giết dân chúng, sau đó lại lấy cớ yêu cầu triều đình chi viện thêm quân lương. Triều đình chi tiêu nhiều, đương nhiên phải tăng thêm thuế ở các tỉnh huyện khác, bây giờ mức thuế đã cao gấp hai lần thời Thái Tổ rồi. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng lão Thái Thái Chi Trường vẫn không khỏi siết chặt Phật Châu trong tay, hít mạnh một hơi, thành quốc công dám làm thế. Nói tới đây bà thoáng dừng lại, cậu muốn lật đổ thành quốc công thì cũng phải nghĩ tới các gia tộc huân quý nắm giữ quân quyền trong kinh, thân thích hoàng gia nào có ai trong sạch đâu. Trần Doãn Viễn nghe thế liền đứng dậy, bước tới quỳ xuống trước mặt lão thái thái chi trường, trịnh trọng dập đầu từng cái một. Bạch ma đứng bên cạnh lão thái thái chi trưởng thấy cảnh này thì giật mình, vội vàng lui ra. Nếu Doãn Viễn xảy ra chuyện, cầu xin lão thái thái trông coi hai đứa trẻ, để hoành ca bình an lớn lên, gả Lâm Di cho một gia đình tốt. Từ nhỏ bọn chúng đã được dạy dỗ phải sống có tình có nghĩa, sau này chúng nhất định sẽ không quên ơn đức của lão Thái Thái. Hoành ca có tiền đồ thì tốt, còn không thì tiền bạc con dành dụ mấy năm qua cũng đủ để nó về quê mua ít ruộng nương sống qua ngày. Con nghe nói con cháu của tiêu thị ở nông thôn có không ít người gia cảnh khá giả mong muốn cưới được hiền thê, lâm di gả sang đó sinh con dưỡng cái cũng có thể an ổn cả đời. Lão Thái Thái chi trưởng nhíu mày, đây chính là đường lui cậu dọn sẵn cho con trai con gái mình đấy à? Trần Doãn Viễn khẽ gật rồi lại dập đầu tiếp, đại trưởng phu không thể lưỡng toàn cả trung lẫn hiếu, lần này con hồi kinh, thật sự không mong có thể toàn thân trở ra. Bạch ma ma bên ngoài nghe được câu này liền mướt mồ hôi, thì ra Tam lão ra thật sự có ý định làm thế. Bà lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy lâm di tái nhợt mặt đang đứng sau tấm bình phong thì kinh ngạc há to miệng lâm di giơ tay ra hiệu bảo bà im lặng cả lão thái thái tri trưởng và trần doãn viễn đều không biết nàng lấy cớ lẻn qua nghe trộm lão thái thái tri trưởng dự lưng vào thành giường hỏi vậy còn tiểu tiêu thị trần doãn viễn ủ ê đáp con không còn thì chẳng bao nhiêu năm sau tiêu thị cũng sẽ muốn theo con thôi không cần phải dự tính cho bà ấy tốt. Lão Thái Thái chi trưởng đặt Phật Châu trong tay lên mặt bàn thấp gần giường. Cậu đại nghĩa như vậy, tiểu tiêu thị có thể tuẫn phu cũng coi như thêm vẻ vang cho Trần Gia ta. Ngày cậu chết ta nhất định sẽ dẫn cả nhà già trẻ bái lại tổ tiên để tiễn đưa cậu. Bạch ma ma bên ngoài giật bắn mình, lão thái thái hồ đồ rồi ư, sao có thể mặc cho tam lão ra làm bậy như vậy chứ? Bà vừa định quay người vào nhà, cánh tay bà chợt bị níu lại, ngước lên mới nhìn thấy Lâm Di lắc đầu với mình. Lâm Di hiện cũng đang rất hoảng loạn, nếu dựa theo sắp xếp của cha thì mọi chuyện sau đó sẽ hệt như những gì nàng trải qua kiếp trước. Cha vào tù, tiêu thị ngã bệnh, ca ca bị nhị lão thái thái xoay trong lòng bàn tay, nàng bị thiêu chết ngay trong hôm gả vào Lâm gia. Nhưng nàng vẫn tin rằng, người đã trải qua nhiều chuyện như lão thái thái chi trưởng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cha đi chịu chết vì vậy nàng mới trăm phương nghìn kế khiến cha nói ra mục đích thật ở trước mặt bà lão thái thái chi trưởng liếc nhìn trần doãn viễn nói tiếp ta không biết liệu những bài vị kia có vui vẻ không nhưng ta có thể xác định rằng kẻ địch của cậu sẽ vô cùng đắc ý cho dù cậu đã lo liệu thỏa đáng cho hai đứa con trước lúc chết nhưng sau khi cậu chết tiểu tiêu thị không có bản lĩnh đứng ra cáng đám mọi chuyện tất nhiên sẽ do đồng thị sắp xếp tiền của cậu để lại cho hoành ca ấy à, triều đình có ghi chép thì đồng thị cũng sẽ vơ vét sạch sẽ, gia tộc có nơi chuyên dùng để trừng phạt Nam Đinh, bị nhốt vào đó mấy ngày liền không còn đường sống. Lâm Di càng dễ xử hơn, tìm đại nhà đó gả con bé đi, chẳng những tranh thủ được mối tốt hơn cho các tỷ muội khác mà còn có thể hời thêm ít xính lễ. Lâm Di gả ra ngoài rồi sẽ lập tức mất đi sự bảo hộ của nhà mẹ đẻ, sẽ giống như mẫu thân cậu, chỉ có thể mặc cho nhà chồng trà đạp. Cho dù được cưới về với thân phận chính thất thì về sau con bé vẫn có nguy cơ ngay cả thiếp thấp cũng không bằng, con cái sinh ra cũng phải như hạ nhân luồn cúi kẻ khác. Trần Doãn viễn quỳ trên mặt đất, xúc động đến mức run rẩy. Đừng trông cậy vào một bà già đã đặt một chân xuống mồ như ta, nói không chừng ta sẽ nhắm mắt xuôi tay ngay ngày mai. Lão Thái Thái chi trưởng liếc nhìn Trần Doãn Viễn, cậu cho rằng cái chết của mình có ý nghĩa à? Ta cho cậu biết, cậu có ba chỗ không bằng người khác. Một là không bằng mẫu thân cậu. Mẫu thân cậu sống ở trần gia một ngày như một năm nhưng chưa từng buông tay đầu hàng. Lâm buồn khó khăn, bà đỡ đã bó tay mà vẫn liều mạng sinh cậu ra. Mẫu thân cậu nói với ta rằng, người khác có thể sinh con dưỡng cái. Mẫu thân cậu tuyệt đối không thể thua kém họ, cũng muốn làm một người mẹ tốt, muốn thương yêu con mình nhìn con từ từ lớn lên. Ông trời không cho mẫu thân cậu cơ hội đó, nhưng muội ấy lại cho cậu cơ hội sống. Hai là không bằng phụ thân cậu, phụ thân cậu có thể vì mạng sống bỏ ra khỏi đống người chết. Tuy ông ta không thừa nhận vợ con trong kinh, song với đồng thị ông ta thật sự là người chồng tốt, là người cha tốt của hai ca ca cậu. Ít nhất trước khi chết ông ta có thể làm cho ái thê tiếp quản chi thứ hai trần gia, giúp hai đứa con trai có công danh tử tế. Ba là không bằng con gái cậu, Lục Nha đầu tuổi còn nhỏ mà đã biết vì cậu chu toàn mọi chuyện. Lúc cậu bị vướng vào đào hát tên mẫu đơn, chính Lục Nha đầu tìm cách báo tin cho ta, để ta ra mặt giúp cậu phong tỏa tin tức. Bằng không cậu làm gì có thể đường hoàng quỷ ở đây nói những câu này với ta chứ? Nhà chúng ta tuy xuất thân là võ tướng, nhưng cũng biết muốn thành công không thể có dũng mà không có mưu. Đó là lý do vì sao tổ phụ cậu lại đặt ra quy chế buộc con cháu họ Trần phải học cả văn lẫn võ Không ngờ cậu chẳng hề hiểu được, cứ khăng khăng làm mãng phu, còn muốn liên lụy đến tính mạng của cả nhà Lão Thái Thái Chi trưởng nói một hơi, ban đầu Trần Doãn Viễn vẫn hơi không phục, xong dần già sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng không còn chút nhuệ khí nào Lão Thái Thái Chi trưởng tiếp lời, đã nói tới mức này, hẳn cậu có thể hiểu ý ta rồi nếu tin ta cậu hãy nói hết suy tính trong lòng, chúng ta cùng nghĩ cách tìm đường sống, còn không thì cậu muốn làm gì tùy cậu. Bây giờ Trần Doãn Viễn mới lên tiếng, sao con lại không tin lão thái thái chứ? Ông thoáng do dự, lão thái thái còn nhớ ngô gia ở ngõ liên hoa không? Trường tử của ngô gia nhậm chức tuyên úy, năm ngoái bị định tội tham ô, bị xét xử trảm cả nhà. Tuyên úy là một chức quan đầu thời đường, 806 đến 820. Lão thái thái tri trưởng gật đầu, triều đình ít khi xử trảm quan viên từ ngũ phẩm trở lên, nên ta cũng có nghe nói. Trần Doãn Viễn gật đầu, Ngô đại nhân vì âm thầm điều tra thành quốc công mới gặp đại nạn. Trước khi bị áp tải về kinh, Ngô đại nhân đã bảo con chú ý thư ông ấy gửi về nhà. Sau đó nhân một lần vào kinh, con có tìm gặp gia quyến của Ngô đại nhân, uyển chuyển hỏi chuyện thư từ thăm hỏi gia quyến Ngô đại nhân lại nói rằng gần đây ông ấy không hề viết thư cho nhà. Con không bỏ cuộc, nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ đến Ngô đại nhân có một người thiếp từng là tiểu thư con nhà quan, về sau gia đình xảy ra chuyện mới phải lưu lạc làm thiếp của người khác. Vừa nghe cha nói thế, Lâm Di bỗng hiểu ra ngay. Quan viên nhậm chức ở ngoại tỉnh thường dẫn theo thiếp chứ không phải chính thất, nếu người nhà họ Ngô không nói dối, vậy thư nhà mà Ngô đại nhân nhắc tới hẳn nằm trong tay người thiếp nọ sau khi Ngô Đại Nhân chết, vợ con còn được gia tộc họ Ngô che chở, nhưng thiếp thất thì đều bị bán đi. Cha lần theo manh mối của người thiếp kia, rốt cuộc tìm tới khu vực thuyền hoa. Nghĩ theo hướng này liền có thể lý giải được vì sao cha lại giấu người nhà, liên tục đến chỗ thuyền hoa. Thư Ngô Đại Nhân lưu lại nhất định là chứng cứ quan trọng, lấy được nó liền thêm một phần ăn chắc, vì vậy con mới. Sắc mặt điềm tĩnh của lão thái thái khiến Trần Doãn Viễn yên tâm đứng dậy ngồi xuống ghế, không quỳ nữa. Đàn ông như cậu có thể thăm dò được gì chứ? Loại chuyện này đúng ra phải giao cho nữ quyến làm. Nghĩ tới Tiểu Tiêu thị vụng về, bà quyết định luôn, ta sẽ thay cậu hỏi thăm, nếu không tìm được thì cậu phải tìm đường khác đi. Trần Doãn Viễn vừa mừng vừa sợ, lão thái thái có thể giúp đỡ tất nhiên là tốt nhất rồi. Tiếp theo lão thái thái tri trường hỏi Trần Doãn Viễn nắm chắc được mấy phần. Những năm qua Trần Doãn Viễn đã thu thập được ít chứng cứ, cộng thêm tấu trương của vài quan viên phúc kiến. Vấn đề bây giờ chính là làm sao đưa số tấu trương và chứng cứ này tới trước mặt Hoàng thượng, làm sao có thể khiến Hoàng thượng tin tưởng. Thành quốc công diện thánh hàng ngày, trong khi số lần Trần Doãn Viễn gặp Hoàng thượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dựa theo đường bình thường dân sổ thì thành quốc công sẽ nhanh chóng biết được, liên hợp với trọng thần phe mình rồi xử lý nhóm Trần Doãn Viễn bằng một cái phất tay mà thôi. Ngô Đại Nhân trước đó chính là ví dụ. Nhưng muốn nhờ cậy người khác ư, người đó thật sự vô cùng khó tìm. Ngẫm thế nào cũng thấy vô kế khả thi, song Trần Doãn Viễn cuối cùng cũng đồng ý với Lão Thái Thái Chi Trường rằng tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Di thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít trong thời gian tới sẽ không bỗng nhiên nhận được tin cha bị bắt. Trời sập tối, Trần Doãn Viễn và Tiêu Thị dẫn Hoành Ca trở về phủ của chi thứ hai, Lâm Di vẫn ở lại bầu bạn với Lão Thái Thái chi trường. Lão Thái Thái chi trường bảo Bạch Mama đến chỗ thuyền hoa hỏi thăm người thiếp của Ngô Đại Nhân. Theo lý mà nói, một phụ nữ luân lạc tới loại địa phương kia những hai năm, chưa chắc nàng ta đã cất giữ thư nhà của trượng phu quá cố tử tế. Lão Thái Thái chỉ biết thở dài, làm hết sức mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 51, ồn ào. Lâm Di ngồi quỳ trên giường đất bóp vai cho lão thái thái chi trưởng, chẳng được bao lâu thì bà sợ nàng mệt, bảo thính trúc tới thay. Nghe thấy rồi chứ? Lâm Di nhẹ gật đầu. Lão thái thái chi trưởng thở dài, không biết thì sẽ muốn nghe, nghe được rồi lại lo lắng. Lời này là chỉ Lâm Di xong cũng là nói chính bà, người đã thanh nhàn nhiều năm, bất chợt gặp chuyện lớn như vậy cũng thấy tê dần cả ra đầu lâm di không nói lời nào kết quả tệ nhất nàng đã trải qua ở kiếp trước rồi cho nên không thấy chấn động như bà chỉ giúp nàng nhìn nhận sự việc rõ ràng hơn thôi lão thái thái chi trường nói ta vốn định chờ viên học sĩ trở về trước giờ xem ra không kịp rồi bà dừng một thoáng mới tiếp lời trịnh các lão đã già lo trước sợ sau đủ điều Trần Lão Vương gia chọn thoái ẩn sống an nhàn, Huệ Hòa quận chúa hai năm nay cũng không còn phong quang như trước. Lâm Di cũng chìm trong suy nghĩ, triều đình chỉ quan văn là có chung kẻ thù với cha nàng, nhưng phe quan văn lại mạnh ai nấy lo không đoàn kết với nhau. Lúc trước cha chọn Lâm Gia, sự thật đã chứng minh ông sai lầm. Nhưng bây giờ ngoại trừ Lâm Gia lại không có ai khác chịu bước ra. Lão Thái Thái chi trưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, ta cũng nên ra ngoài một chuyến rồi. Hôm sau Lâm Uyển đến tỉnh An Lão Thái Thái Chi Trường, bồi bà dùng bữa xong thì tới phòng Lâm Di trò chuyện. Như đang có tâm sự nặng nề, càng lúc Lâm Uyển càng ít lời, cả buổi mới ấp úng kể, nhị thẩm muốn dẫn ta cùng theo tới phủ của Ninh Bình Hầu. Chỉ vì lần trước đại thái thái phàn nàn ở trước mặt nhị lão thái thái đồng thị rằng nên dẫn Lâm Uyển ra ngoài nhiều hơn một chút nhưng nhị thái thái điển thị lại chọn lúc đến phủ Ninh Bình Hầu mà dẫn Lâm Uyển ra ngoài. Ai cũng biết tiểu thư của Ninh Bình Hầu sở hữu dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, cô nương dám tham gia tiệc ở phủ Ninh Bình Hầu đều có tướng mạo tầm khá trở lên. Nhan sắc của Lâm Uyển chỉ được xem là thường thường bậc trung, nếu ở cùng với mấy mỹ nhân như Lâm Phương, sự khác biệt càng thêm rõ rệt. Nhị thái thái điển thị tốt bụng thật. Nhà hoàn đông hòa của Lâm Uyển tức tối tiếp lời, cứ như là tiểu thư nhà tôi được hời vậy, nhưng ai mà không rõ tâm tư của tứ tiểu thư chứ. Lâm Di nhìn Lâm Uyển vẫn im lặng, đại bá mẫu nói thế nào ạ? À? Lâm Uyển chán nản đáp, mẹ để ta đi. Đâu dễ gì được gặp gỡ gia đình hiển quý như Ninh Bình Hầu, cho nên dù biết con gái phải chịu thiệt, Trần Đại Thái Thái cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lâm Uyển cười nhạt, chẳng sao, nói thế nào cũng nên có người xếp cuối cùng nhịn một lúc liền qua thôi dứt lời nàng trông mong nhìn lâm di lục muội muội có đi không nhị lão thái thái đồng thị không bảo nàng đi mà phủ ninh bình hầu cũng nhiều thị phi bây giờ nàng lại không có tâm trạng tham gia náo nhiệt cho nên khẽ lắc đầu lâm uyển hơi thất vọng cười cười xem ra về sau thật sự không có ai để ý đến ta rồi lâm uyển vừa đi trịnh thất tiểu thư liền gửi thư nhắc đến tiệc trà của phủ ninh bình hầu sau khi biết được lâm di không đi cô nhóc vốn cũng định cáo bệnh ở nhà song cuối cùng vẫn bị huệ hòa quận chúa bắt lên xe từ trong đáy lòng trịnh thất tiểu thư không thích khuôn mặt đẹp chứ danh của tiểu thư ninh bình hầu chưa kể ngoại trừ nuôi dưỡng được con gái đủ tiêu chuẩn làm nương nương và có tức vị thế tập ra ninh bình hầu chỉ là một tên nhà giàu sổi mà thôi tình hình lâm uyển và lâm phương tham gia yến hội ngày đó thế nào sau khi trở lại phủ chi thứ hai lâm di nhanh chóng bị buộc phải biết lâm di vừa ra khỏi buồng ngủ lâm phương liền đùng đùng vén rèm vào phòng túm chặt lấy cánh tay của lâm di đục muội muội trở về đúng lúc đấy đi với ta tới trước mặt tổ mẫu nói với tổ mẫu xem ta đối với muội thế nào sao muội lại có thể hại ta như thế lâm di kinh ngạc nhìn lâm phương tứ tỷ làm sao vậy bấy giờ lâm uyển cũng vội vã đi vào nàng vốn muốn tới nói cho Lâm Di biết chuyện ở phủ Ninh Bình Hầu. Lâm Phương bật khóc, trong mắt vằn tơ máu, tóc mai lộn xộn, còn già ngu hà muội đã nói gì với trịnh thất tiểu thư? Trịnh thất tiểu thư hùa với tam tỷ hại ta đấy. Lâm Di vẫn ngơ ngác nhìn Lâm Phương, sao tứ tỷ lại nói thế? Tỷ ở phủ Ninh Bình Hầu bị oan ức gì ư? Hỏi xong nàng bảo Linh Lung lấy khăn tay lau nước mắt cho Lâm Phương. Lâm Phương lập tức gạt phăng khăn tay Linh Lung đưa tới, đừng ở đó vờ làm người tốt nữa. Tiểu thư Ninh Bình hầu lôi chuyện con hát mẫu đơn kia ra cười cợt, tại sao lại dây tới chỗ ta? Lâm Uyển rốt cuộc cũng tìm được cơ hội xen vào. Trịnh thất tiểu thư nhịn không được tranh cãi với ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu rồi sơ ý làm tứ muội muội bị thương. Lâm Phương hung dữ quay lại nhìn Lâm Uyển chằm chằm, thường ngày thì im ỉm như hũ nút, thời điểm mấu chốt lại châm ngòi thổi gió bị lâm phương mắng như thế lâm uyển cúi thấp đầu giọng nói cũng nhỏ đi ta chỉ sợ muội muội nóng quá làm bậy rồi bị trách thôi lâm phương cười lạnh ta có gì phải sợ chứ ngũ tiểu thư của ninh bình hầu nói về chuyện bẩn thỉu của con hát mẫu đơn kia mà liên can gì tới ta lâm phương vừa nói ra mặt quất hồng và linh lung đều đồng thời biến sắc vất vả lắm mới che giấu được chuyện con hát mẫu đơn bây giờ tứ tiểu thư lại khiêu khích lật lên. Người ngoài rèm pha thì thôi, đằng này người trong nhà mà cũng nói vậy, là ai cũng nghe chẳng lọt tai nổi. Huống chi tứ tiểu thư còn phải gọi tam lão ra một tiếng thúc, thật sự quá vô phép rồi. Lâm Di cũng nhướng mày. Lâm Phương cho rằng cha nàng khiến nhà họ Trần bị mất mặt, không thể đi chỉ trích thúc thúc của mình nên mới chạy tới đây phát tác với nàng. Lâm Uyển và Lâm Phương ở phủ Ninh Bình hầu dính vào cãi vã, trở về lại không tới trước mặt nhị lão thái thái nói rõ ràng. Nếu kéo được nàng vào chuyện này, nhị lão thái thái đồng thị sẽ có thái độ gì, chẳng cần nghĩ cũng biết. Ở dưới mái hiên kẻ khác không thể không cúi đầu. Nàng đừng mơ có được chỗ tốt gì từ tay bà ta. Lâm Di đi tới cạnh giường cầm chén trà lên uống một hớp. Muội còn tâm trạng uống trà, Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Lâm Di, Lâm Phương càng thêm phẫn nộ. Lâm Di đặt chén trà xuống bàn, thản nhiên nhìn nàng ta, lời tứ tỷ nói muội đều nghe thấy cả, nhưng con hát mẫu đơn mà tứ tỷ nói là ai vậy? Lâm Phương lập tức nổi xung, muội còn giả ngu. Còn ai nữa ngoài con hát mà tam thúc phụ dẫn về mấy ngày trước nữa? Lâm Di vẫn bình thản, chuyện hôm đó không phải là vì có kẻ muốn hãm hại phụ thân muội ư? tứ tỷ vẫn cho là thật sao? Muội, Lâm Phương bị cục tức nghẹn ngang ngực, là tiểu thư Ninh Bình Hầu nói. Nghe thế Lâm Di mới tỏ ra vỡ lẽ, ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu. Nàng dừng một thoáng, cô ấy nhắc tới chuyện của phụ thân muội ngay trước mặt tam tỷ và tứ tỷ. Lâm Phương tức đến mức rậm chân, nói cả buổi rồi, muội cho rằng ta đang nói gì hả? Lâm Di thu hồi vẻ bình thản trên mặt, ánh mắt trở nên trịnh trọng. Nếu vậy về sau tứ tỷ nên ít lui tới với ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu thì hơn. Ở ngay trước mặt tỷ mà còn không biết tốt xấu bình luận về trưởng bối nhà chúng ta, người như thế rốt cuộc cũng có ngày sẽ nói xấu tứ tỷ với người khác thôi. Vì nịnh bợ quyền quý mà ngay cả trưởng bối cũng không biết bênh vực, về sau thế nào cũng bị người ta cười cợt đến thối đầu. Lâm Di lại thêm vào, nếu tứ tỷ vẫn còn thấy tức thì đến tối khi phụ thân trở về, muội sẽ nói với phụ thân chuyện tứ tỷ luôn phải chịu uất ức vì ông ấy. Sắc mặt Lâm Phương lúc đỏ lúc trắng. Nàng ta vốn định hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm cho tới cùng. Chạy tới phòng Lâm Di Đại Náo một trận thật to rồi kéo tới trước mặt tổ mẫu xin phân xử. Tổ mẫu nhất định sẽ hướng về nàng ta. Chuyện xảy ra ở phủ Ninh Bình Hầu, ngay cả nàng ta cũng thấy tức nổ phổi. Chẳng ngờ Lâm Di lại vẫn bình thản như không, cuối cùng còn nói một câu không mặn nhạt như vậy, mang cả tam thúc ra làm bia đỡ. Lâm Phương mới nghĩ tới đây thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói, thì ra các vị tiểu thư đều đang ở đây, tiện cho tôi quá. Lão thái thái mời các tiểu thư sang à? Đồng ma ma vừa nói vừa đi vào, chỉ thấy trong phòng sáng sủa, vật dụng được bày biện chỉnh tề, Lục tiểu thư tươi cười tiến lên chào đón trên mặt không có tí hỏa khí nào. Bà nãy nha hoàn của tứ tiểu thư vội vã chạy tới lưu loa rằng các tiểu thư đang đánh nhau. Bây giờ bà ta nhìn thế nào cũng thấy không giống. Lâm Uyển đứng ở cửa ra vào chờ Lâm Phương. Lâm Phương lại nhìn Lâm Di vẫn đứng yên, còn lề mề cái gì nữa, mau đi thôi. Lâm Di cười bảo, hai vị tỷ tỷ đi trước đi ạ. À. Muội vẫn chưa thay y phục, như vậy gặp tổ mẫu thì rất thất lễ lâm phương nhíu mày tổ mẫu muốn hỏi chuyện ở phủ ninh bình hầu đấy lâm di tiếp lời ngay vậy tốt quá rồi hai vị tỷ tỷ cứ tới kể lại với tổ mẫu trước đi muội muội qua đó cũng vô dụng muội đâu có mặt ở phủ ninh bình hầu sao rõ ràng mọi chuyện như hai tỷ người ở dưới máy hiên kẻ khác không thể không cúi đầu lúc này không nên tới chỗ nhị lão thái thái tự tìm suối quẩy thì hơn Lâm Uyển và Lâm Phương đi theo Đồng Mama ra ngoài, Lâm Di vào buồng trong thay y phục trang điểm lại. Nàng ở bên cạnh lão thái thái chi trưởng vài ngày mới trở về, bây giờ phải cầm quà đi thăm hỏi nhị lão thái thái, bằng không chắc chắn sẽ bị người ta bắt bẻ. Quất Hồng cầm một chiếc váy xanh nhạt đến mặc cho Lâm Di, may mà tiểu thư thông minh, nếu là nô tỳ thì đã không nhịn được tranh cãi với. Tứ tiểu thư từ lâu rồi bị Đồng Mama bắt gặp cho mà xem. Lâm Uyển và Lâm Phương vừa từ phủ Ninh Bình Hầu trở về đã vội vã đến phòng nàng. Có thể có chuyện gì tốt chứ? Cho dù Lâm Phương không nói rõ ràng đến cỡ đó thì nàng cũng sẽ không mắc mưu. Lúc trước nàng chỉ biết cả nhà Ninh Bình Hầu chuyên bợ đỡ kẻ hơn mình. Không ngờ ngũ tiểu thư nhà họ lại là một cô tiểu thư được chiều thành ngang ngược chính cống. Thảo nào chuyện cưới hỏi với Khang Quận Vương mới bế tắc đến vậy. Lâm Di nghĩ đến chuyện Khang Quận Vương lợi dụng cha mình chiếm được thánh tâm. Tính ra Khang Quận Vương và ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu vô cùng xứng đôi đấy chứ. Lâm Di cầm lấy đôi giày gấm màu tím mới được làm xong đi tới viện của nhị lão Thái Thái Đồng Thị. Trong phòng nhị lão Thái Thái vô cùng yên ắng, Lâm Phương không có trong phòng, chỉ có Lâm Uyển ngồi tiếp chuyện với bà ta. Lâm Di mỉm cười đi tới hành lễ với nhị lão Thái Thái, sau đó đưa đôi giày ra, tổ mẫu xem thử có vừa chân không ạ. À? Nhị lão thái thái đồng thị vẫn cười hiền từ như trước, con bé này đúng là không chịu nhàn rỗi, hầu hạ lão thái thái chi trưởng mà còn làm giày cho ta. Thật ra đôi giày này vốn do thính trúc làm, đôi nàng làm bây giờ đang ở trên chân lão thái thái chi trưởng. Đời có câu không đánh người đang cười, nhị lão thái thái đồng thị chỉ hỏi thăm nàng về sức khỏe của lão thái thái chi trưởng rồi nhanh chóng cho nàng về. Ra khỏi phòng, Lâm Di cảm thấy gió nhẹ phất vào mặt vô cùng dễ chịu. E rằng mấy ngày tới Lâm Phương sẽ không cảm nhận được thời tiết tốt này. Hẳn Lâm Phương hầu hạ bên người nhị lão thái thái đồng thị rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 52, tin tức. Lâm Di đi rồi, nhị lão thái thái đồng thị mới bảo Lâm Uyển đến ngồi cạnh mình, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Hôm nay ở phủ Ninh Bình hầu cháu làm rất đúng, bằng không tứ muội cháu gây đại họa rồi. Lâm Uyển ngượng ngùng cúi đầu, rụt rè mỉm cười, nàng rất ít khi được tổ mẫu khích lệ. Cháu cũng sợ người ngoài coi trần gia chúng ta là trò cười. Đồng ma ma đứng gần đó cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tam tiểu thư bình thường nhút nhát lại có thể nói ra lời như vậy. Cho dù không thích gia đình lão tam đến mấy cũng chẳng thể biểu hiện ra ngoài, bằng không nhị lão thái thái sẽ bị người đời dèm pha nhị lão thái thái đồng thị vui vẻ gật đầu đúng rồi tứ muội cháu không hiểu chuyện sau này lúc ở ngoài cháu phải nhắc nhở nó nhiều hơn lâm uyển dịu dàng gật đầu tứ muội vốn tốt tính chẳng qua mọi chuyện xảy ra quá đột ngột không ngờ ngũ tiểu thư ninh bình hầu lại lôi chuyện kia ra trịnh thất tiểu thư lại nóng tính nhị lão thái thái đồng thị nhíu mày lục nha đầu mới đến kinh thành thôi Sao có thể thân thiết với Trịnh Thất tiểu thư đến thế? Thân đến mức Trịnh Thất tiểu thư có thể ở giữa buổi tiệc đông người tranh cãi thay cho Lục Nha đầu." Lâm Uyển nói, có lẽ vì Lục muội muội đối xử với mọi người hòa nhã, cấp bậc lễ nghĩa lại hết sức chu đáo, hai tiểu thư Tề gia cũng thường lui tới với Lục muội muội. Nhị đệ có thể vào thư viện Bạch Hách cũng vì nhờ có Lục muội muội ra mặt mời Tề gia giúp đấy à? Chuyện này bà ta có nghe nói? nhị lão thái thái đồng thị vút ve cầu hương bọc tơ vàng thơm mùi bạc hà trong tay. Lục nha đầu hành sự kín kẽ, chi trưởng hay chuyện con hát mẫu đơn nhanh như vậy cũng là nhờ lục nha đầu báo tin, xem ra bà ta đã coi thường con bé này rồi. Cháu cũng đừng thành thật quá. Nhị lão thái thái đồng thị liếc nhìn lâm uyển. Cháu và tứ nha đầu có chung tổ phụ và tổ mẫu, còn tam thúc của cháu là do triệu thị sinh ra, không thân như chúng ta với nhau lần đầu tiên uyển nghe tổ mẫu nói với mình những lời này muốn mở miệng đáp xong lại không biết nên nói thế nào mới đúng đồng ma ma bên cạnh cười bảo tam tiểu thư cứ nghe lời lão thái thái đi lão thái thái chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi con dâu cả tính tình xét nét không biết khoan dung nhưng lại không dạy được con gái thành giống mình nhị lão thái thái đồng thị bưng chén trà lên uống hai hớp lần này ở phủ ninh bình hầu gặp được những ai Lâm Uyển Thuật lại tường tận chuyến tới Phủ Ninh Bình hầu chúc thọ tôn lão phu nhân. Nhị lão thái thái hỏi, có nhìn thấy Khang quận vương không? Lâm Uyên khẽ lắc đầu. Thưa không, nghe Huệ Hòa quận chúa nói Khang quận vương bận công vụ nên không đến được. Chuyện lớn như vậy mà cháu rể tương lai lại không tới, xem ra lời đồn bên ngoài cũng có mấy phần là thật rồi. Lâm Uyển ngồi thêm một lát rồi đi, nhị lão thái thái dặn dò đồng ma ma, khi nào nhị lão ra trở về thì bảo nó tới đây đồng ma ma vâng một tiếng đáp trả nhị lão thái thái lại bảo lấy khế đất một nghìn mẫu dụng kế bên thôn trang của ninh bình hầu ra cho ta luôn đồng ma ma giật mình lão thái thái định tặng mẫu đất ấy thật ư ngộ nhỡ ninh bình hầu không giúp được nhị lão thái thái khép hờ mắt tước vị của khang quận vương là do thành tổ truy phong đến thời cao tông thì bị phế bỏ sau khi thánh thượng đương nhiệm kế vị lại được phục tước. Tuy dòng họ của Khang quận vương không hiển quý gì cho lắm, có điều với chúng ta đã là trèo cao, lúc Ninh Bình hầu nhắm tới mối này chắc hẳn cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ... Bà ta mở mắt ra, Ninh Bình Hầu quyết định cân nhắc lại chuyện cưới hỏi mà không ngại đắc tội với Khang Quận Vương, hành động đó có ý nghĩ gì? Đồng ma ma ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra. Huệ Phi nương nương trong cung được Thánh Thượng Thịnh Sủng, cho nên Ninh Bình Hầu mới không để mối này vào mắt. Chút hoài nghi vừa rồi trong lòng bà ta tan biến sạch. Nói vậy, chỉ cần làm thân được với Ninh Bình Hầu, về sau nhà chúng ta liền không phải lo chuyện phục tước. Nhị lão thái thái tựa lưng vào nệm êm, hơi nhếch khóe môi, bà già chi trưởng luôn cho rằng ta nhất định phải dựa vào bà ta, đều là con cháu trần gia cả, chưa biết ai áp đảo được ai đâu. Vì trận tranh chấp kia với Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu, Trịnh Thất tiểu thư bị cấm túc trong nhà suốt mấy ngày. Cô nhóc chỉ có thể hóa bi phẫn trong lòng thành con chữ, liều mạng viết thư cho Lâm Di. Lâm Di vô cùng áy náy, bởi vì nói gì nguồn căn cũng là do nàng, song Trịnh Thất tiểu thư lại chẳng buồn quan tâm, không hề ân hận. Vốn chỉ bị phạt chép nữ giới và nữ huấn, rồi sẽ được thả ra. Cô nhóc lại hùng hồn cãi lý ở ngay trước mặt Trịnh lão phu nhân, cho dù không có chuyện của nhà Trần Lục tiểu thư, cháu cũng đã không ưa ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu từ lâu rồi. Danh môn khuê tú trong kinh đâu có ít, đứng ngang hàng được với cô ta có thể nói là xếp thành hàng luôn ấy chứ, cô ta hơn được ai mà ngang ngược như vậy. Về sau cháu không lui tới với cô ta nữa. Kết quả đêm đó đôi tay non nớt của Trịnh Thất tiểu thư liền phải ăn món roi trúc xào thịt tận ba ngày sau mới cầm nổi bút viết thư cho Lâm Di. Lão Thái Thái chi trưởng giúp đỡ Trần Doãn Viễn điều tra tung tích tiểu thiếp của Mô Đại Nhân, không ngờ lại nhanh chóng lần tới chỗ tề nhị Thái Thái. Lâm Di ngồi quỳ dưới chân Lão Thái Thái chi trưởng xoa bóp chân cho bà, nghe Giang Ma hầu hạ bên cạnh tề nhị Thái Thái lau nước mắt kể. Chúng tôi cùng bị bán bởi một đầu nậu, tuyết lan tuổi trẻ xinh đẹp lại biết chữ nên được chọn đưa tới ngô gia, còn tôi thì vào tề gia đời có câu cùng là người tốt chưa chắc đã cùng số mạng cho nên mới có chuyện kẻ làm mama quản sự kẻ bây giờ phải lưu lạc thuyền hoa giang mama kể tiếp sau khi ngô gia xảy ra chuyện tôi cũng muốn giúp tuyết lan thoát ra nhưng tuyết lan lại muốn làm theo sắp xếp của chủ mẫu nói tới đây bà quay đầu nhìn về phía tề nhị thái thái tôi còn xin thái thái nhà tôi ra mặt giúp đỡ ai ngờ tuyết lan bướng bỉnh nói thế nào cũng không chịu cùng tôi tới tề gia. Nghe nói ngô gia bán tuyết lan cho thuyền hoa, tôi lại tới tìm. Nhưng lần nào tôi tới, cô ấy cũng đều tránh mặt. Có lẽ vì ngô đại nhân chết quá thảm, tuyết lan đau lòng mãi chẳng thôi, cho nên không muốn gặp người quen. Tôi cho rằng qua vài năm cô ấy sẽ nguôi ngoai, cũng loáng thoáng nghe nói cô ấy đang làm hạ nhân trên thuyền hoa. Tề nhị thái thái thở dài không ngờ ngô đại nhân lại trọng tình trọng nghĩa đến vậy, còn nhờ vả người trông nom ra quyến trước khi chết. Trần Tam lão ra đến thuyền hoa có lẽ là vì việc này, tề nhị thái thái càng nghĩ càng thấy trước đó mình đã trách oan Trần Tam lão ra rồi. Trong lúc Giang Ma Ma kể lại chuyện cũ, Lâm Di không nhịn được nghe ngóng động tĩnh hoành ca đang đọc bài thuộc lòng ở gian nhà phía đông. Hôm nay quốc tử giám và thư viện đều trong kỳ nghỉ đông, nên tề nhị thái thái dẫn cả hai vị tiểu thư và tề nhị ra đến đây. Bên kia tiếng đọc bài của hoành ca bắt đầu chuyển từ lưu loát thành ấp úng. Giang ma ma sắp nói tới chuyện thuyền hoa, thế là lâm di và hai tiểu thư tề ra liền bị đuổi ra ngoài. Ba người đến gian ngoài nói chuyện. Tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư xa lánh lâm di mấy ngày qua, cho nên đều có chút mất tự nhiên, cũng may lâm di không so đo, qua dăm ba câu họ lại thân mật như ban đầu. Một lát sau, Hoành ca ra khỏi phòng học, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa rơi xuống sông. Cậu cách dèm hành lễ với nhị vị tiểu thư tề ra rồi chạy đi thay quần áo. Lâm Di đi theo hỏi, thế nào? Hoành ca ngượng ngùng nói, tề nhị ra nghiêm túc quá, làm ta quên bén mất những gì đã học được trước đó. Sau đó huynh ấy lại lấy ra vài cuốn sách giảng giải, chừng nào ta đọc thuộc hết bài tập được giao lần trước mới được giữ mớ sách này lại. Lâm Di ngẫn nghĩ một chút rồi nhoèn miệng cười, muội bày cho ca ca một phương pháp, thử xem có được hay không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 53 ra tay trước. Hoành ca toát mồ hôi nghe Lâm Di nói. Cuối cùng Lâm Di cười bảo, bảo Thu Đồng tìm cho huynh một bộ ống tay rộng màu sẫm để thay đi, còn lại để muội sắp xếp đồ tay rộng màu sẫm, hoành ca ngẩng đầu nhìn mặt trời trói trang trên cao, bứt rác nhíu mày, mặc màu sẫm sẽ nóng chết đi được. lâm di quay lại nhìn gian phòng phía đông lần nữa, tề nhị lang mặc y phục màu gì nào? ca ca tề gia à, hoành ca cúi đầu, tề ca ca mặc màu xanh đậm, đứng một bên chăm chú nghe cậu đọc bài, trong khi cậu đổ mồ hôi ướt cả quần áo, tề ca ca lại chẳng có chỗ nào khác thường. Bấy giờ Lâm Di mới cười giải thích, mặc y phục màu sẫm, có đổ mồ hôi cũng không bị lộ, sẽ không bị thất lễ với người khác, mà Kaka ca ca cũng chẳng cần chốc chốc lại phải chạy đi thay đồ. Không thể qua ải bài tập thì ít nhất cũng phải có thái độ thành khẩn, bằng không Tề Nhị Lang sẽ không muốn phụ đạo cho Kaka ca ca nữa đấy. Hoành ca nghe xong liền bừng tỉnh, muội muội nói có lý, ta đi thay một bộ tối màu đây. Hoành ca thay đồ xong trở lại phòng của lão thái thái. Linh Lung đã bưng một chén trà chờ sẵn, Lục tiểu thư bảo nhị gia mang chén trà này sang cho Tề nhị gia à? Hoành ca gật đầu rồi tự tay bưng chén trà vào. Linh Lung thuận theo khe cửa liếc nhìn bên trong, thấy được mặt Tề nhị gia lạnh tanh, ánh mắt thâm trầm, nhìn thấy nhị gia nhà mình liền đưa sách trong tay cho nhị gia xem, kiểm tra đoạn này có nghĩa gì? Linh Lung sợ hãi rụt đầu về, thảo nào nhị gia lại sợ như vậy. Sau khi dâng chén trà bằng sứ thanh hoa lên, Trần Nhị Gia bắt đầu cầm sách lên xem. Tề Trọng Hiên cũng bưng trà lên khẽ nhấp một hớp. Nước trà mát lạnh vừa vào trong miệng, Tề Trọng Hiên không khỏi nhíu mày. Đây là trà gì? Lành lạnh lại chua chua, mới uống một hớp đã thấy tuyến nước bọt bị kích thích. Y cầm lấy nắp chén gạt lá nổi trên mặt sang một. Bên, dưới đáy chén là hai quả mơ nằm lẳng lặng. Nước trà dù lạnh nhưng không có vụn băng, mớ lá phía trên hẳn là bạc hà. Y uống một hơi cạn chén trà, cổ áo vốn cải chặt như được nới lòng một ít. Theo mẫu thân đến Trần Gia, trước mặt trường bối không thể thất lễ, thêm nữa còn phải dạy học cho Trần Nhị Gia, thế nên y ăn mặc rất chỉnh tề, mồ hôi có chảy ướt áo cũng không để người khác phát giác. Mặc dù y rất giỏi chịu đựng, nhưng chén trà này thật sự khiến y thấy khoan khoái. Vô cùng! trà này là ai chuẩn bị vậy? Ngoài cửa thoang thoáng truyền tới tiếng cười đùa, là hai muội muội đang nói chuyện với Trần Lục Tiểu Thư. Dạo trước Trần Tam Lão Gia xảy ra chuyện, mẫu thân liền bảo hai muội muội tạm thời không nên thư tử qua lại với Tiểu Thư Trần Gia. Trước khi đến đây hai muội muội còn vô cùng lo lắng, sợ vì chuyện đó mà bị Trần Lục Tiểu Thư lãnh đảm, giờ xem ra vị Trần Lục Tiểu Thư kia là một người có lòng khoan dung. Tề Trọng Hiên tập trung suy nghĩ rồi ngước mắt nhìn lên. Trần Nhị Gia đã thay một bộ trường bào tay rộng màu sẫm, tư thế vô cùng cung đã thay một bộ trường bào tay rộng màu sẫm, tư thế vô cùng cung kính. Bản lĩnh của Trần Nhị Gia tuy không quá vững, nhưng tính ra cũng là thành tâm xin học hỏi. Tề Trọng Hiên đặt chén trà xuống bàn, nhìn quyển sách trong tay Trần Nhị Gia, ta sẽ giảng thêm một lần nữa, cậu phải nghe cho kỹ. Tề Tam tiểu thư kể một câu chuyện vui khiến ai cũng cười nắc nẻ. Ta nói có bạch hồ nấp ở góc tường, ngũ muội muội lại tin là thật, buổi tối nói thế nào cũng không chịu đi ngủ. Sớm hôm sau lại nói với ta rằng tối qua nhìn thấy một cái bóng trắng, cho rằng là hồn phách của bạch hồ tới hù dọa chúng ta. Tề Ngũ tiểu thư đỏ mặt, ai bảo tỷ nói cứ như thật, ai nhắc tới bạch hồ thì ban đêm nó sẽ tới đòi mạng. Tề Tam tiểu thư phì cười, kéo tay Lâm Di bảo muội nhìn đi ta phải làm sao bây giờ thật sự là càng đọc sách càng khờ khạo mà chuyện này cũng không phải tự ta nghĩ ra đâu là trịnh thất tiểu thư nói đấy nàng thấp giọng ta còn nghe nói trịnh thất tiểu thư nhờ cãi nhau với tiểu thư phủ ninh bình hầu mới nhớ tới chuyện này lâm di bảo linh lung dâng trà bạc hà cho hai tiểu thư tề ra tề tam tiểu thư uống thử liền khen ngon quá đòi lâm di chỉ cách làm Lâm Di lại ra vẻ bí ẩn, "Tỷ kể xong chuyện đi rồi ta sẽ cho người chuẩn bị sẵn cho tỷ mang về." Tề Tam tiểu thư cười thật tươi, "Vậy tốt quá rồi. Trở lại chuyện kia nhé, Trịnh Thất tiểu thư kết thù với Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu, ta cho rằng nếu không phải bị Huệ Hòa quận chúa ép buộc, Trịnh Thất tiểu thư chắc chắn đã không đi dự tiệc." Lâm Di biết Tề Tam tiểu thư nhắc đến vấn đề này là vì muốn giúp nàng khuây khỏa. Tất cả mọi người hẳn đều đã biết chuyện Trịnh Thất tiểu thư bị phạt. Tề Tam tiểu thư nói tiếp, lần trước đến Trịnh gia làm khách, mẹ ta cũng dẫn ta theo. Trịnh lão gia thích náo nhiệt nên tụ tập lão gia công tử của các phủ khác ra ngoài đi săn, Khang quận vương săn được một con bạch hồ, hai người nói có khéo hay không, không ngờ trong kinh cũng có linh vật như vậy. Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu nghe xong liền muốn ôm con cáo trắng đó về nuôi giọng tề tam tiểu thư nhuốm vẻ kinh thường. Mọi người đều biết ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu có hôn ước với Khang Quận Vương, nhưng cũng chỉ mới nói miệng mà thôi. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu cũng quá nóng vội rồi, thấy thứ tốt liền mặc định là của mình. Trịnh thất tiểu thư chướng mắt liền kể một câu chuyện xưa về Bạch Hồ, bảo ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu nên chờ đến lúc trăng tròn, bày 49 thỏi vàng lên bàn, bảo đảm Bạch Hồ sẽ tự tìm tới trịnh thất tiểu thư hẳn muốn gián tiếp chế giễu sự giàu sổi của ninh bình hầu tề tam tiểu thư hưng phấn phất khăn tay mấy tiểu thư có mặt đều không nhịn được phì cười trịnh thất tiểu thư bảo ngũ tiểu thư ninh bình hầu chớ nên xem thường bạch hồ là vật có linh tính biết chúng ta nhắc đến nó nó sẽ trốn ở góc tường chờ trả thù đấy ngũ tiểu thư ninh bình hầu tức đến sám ngoét mặt bảo trịnh thất tiểu thư đừng quá đắc ý coi chừng ngày nào đó sẽ bị chật eo lúc hành lễ Tề ngũ tiểu thư cũng cười, người ta là quận vương phi tương lai, chúng ta đương nhiên phải hành lễ rồi. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu về sau sẽ gả cho ai lâm di không biết, nhưng nếu dựa theo kiếp trước thì hôn với khang quận vương chắc chắn không thành. Chuyện Bạch Hồ có lẽ là điểm báo trước cho chuyện trung thân của cô nàng. Tề Tam Tiểu Thư kể thêm, con Bạch Hồ kia được trịnh thất Tiểu Thư ôm đi rồi, ngũ Tiểu Thư Ninh Bình Hầu chỉ có thể nuốt cục tức này xuống bụng thôi đó là tất nhiên, nói thế nào thì trịnh gia cũng là chủ nhà, trịnh thất tiểu thư hiển nhiên có quyền đòi xin. Về sau ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu mấy lần muốn tìm cách gặp mặt khang quận vương, nghe nói đều không thành công. Lần này lão phu nhân Ninh Bình hầu tổ chức tiệc mừng thọ, khang quận vương lại không lộ diện, ngũ tiểu thư nhất định thấy khó chịu, biết trần lục tiểu thư và trịnh thất tiểu thư qua lại thân thiết, cho nên mới lôi lục tiểu thư ra chút giận. Tề Tam tiểu thư phe phẩy cây quạt trong tay, ta nói thật lòng nhé, đây là hai nhà bọn họ hục hặc với nhau, Lục tiểu thư và Trần gia mới bị vạ lây. Tề Tam tiểu thư rất biết an ủi người khác, nghe cô nàng nói vậy, Lâm Di đúng là thấy dễ chịu hơn nhiều, quả nhiên ai cũng thích nghe lời êm tai. Có điều trận đại chiến này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi, Khang quận vương và Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu không hợp mắt nhau, hôn ước cuối cùng sẽ bị hủy bỏ. Lâm Di uống được nửa chén trà, Giang Mama bên người tề nhị Thái Thái ra gọi họ vào nhà. Lâm Di để hai vị tiểu thư tề ra vào trong trước, vừa định hỏi Quất Hồng nhà bếp chuẩn bị điểm tâm đến đâu rồi thì Bạch Thược vội vàng bước vào. Bạch Thược hành lễ với Lâm Di, Lục tiểu thư. Lâm Di đi sang một bên, Bạch Thược mới nhỏ giọng nói: bên Lâm gia có người đi tới chỗ thuyền hoa. Lâm Di kinh ngạc nhướng mày, Lâm gia hành động nhanh thật họ đã sai người đến chỗ thuyền hoa, tất nhiên là vì có được manh mối gì đó. Bạch Thược nói tiếp, nô tỳ cho người đi theo rồi, chỗ thuyền hoa mà có tin tức gì hạ nhân sẽ lập tức báo về. Lâm Di nhẹ gật đầu, ta vào trong nói cho lão thái thái biết đây. Bạch Thược vâng, khẽ rồi lui xuống. Sau khi trò chuyện thêm một lát với mẹ con tề nhị thái thái, Lâm Di dìu lão thái thái chi trưởng đi thay quần áo, hai bà cháu đi đến phòng ngoài, Lâm Di liền nhỏ giọng thuật lại chuyện của Lâm gia. Lão Thái Thái chi trưởng nhíu mày, chuyện của cha cháu 8 trên 10 là Lâm gia ở sau lưng giở trò, bằng không bọn họ làm sao biết được mấy chuyện này. Tốt xấu gì cũng là dòng dõi thư hương mà lại làm những trò bẩn thỉu như vậy. Nói rồi bà nhìn Lâm Di, may mà ta không hứa gả cháu cho đại lang của Lâm gia. Nghe thấy lão thái thái chi trưởng nói tới chuyện cưới hỏi giữa nàng và lâm gia, lâm di không khỏi sững sờ. Lão thái thái chi trưởng nói tiếp, vừa rồi ta đã bảo giang ma ngày mai lập tức đi tìm người phụ nữ tên tuyết lan kia, chẳng ngờ lâm gia lại ra tay trước. Bây giờ không thể thúc giục giang ma ma giúp đỡ, bằng không cả tề gia cũng sẽ sinh nghi. Phải làm gì đây, không thể trơ mắt nhìn lâm gia tìm tới tuyết lan rồi đoạt mất chứng cứ được lão thái thái nắm chặt phật châu trong tay, lâm gia tìm tới đó cũng chưa chắc lấy được món đồ kia. nhưng dù sao tuyết lan cũng đã ở thuyền hoa chờ đợi một năm, chẳng ai biết cô ấy còn có thể chịu đựng nữa không. chỉ cần một thoáng dao động cũng sẽ giao đồ cho người khác. vất vả lắm cha mấy lần được manh mối của chứng cứ, về sau nói không chừng phải dùng tới nó để cứu mạng. chuyện này không thể đánh cược. lâm di ngẩng đầu lên, cháu nghĩ ra một cách cũng không biết có dùng được hay không. Lão Thái Thái Chi trưởng biết Lâm Di thông minh, hai bà cháu liền đi ra hành lang, cứ nói ta nghe thử. Lâm Di nói, chúng ta tìm không thấy Tuyết Lan mới phải nhờ đến Giang Mama, bây giờ nếu Lâm Gia tìm thấy cô ấy, chúng ta vẫn có thể cho người tới thăm một chuyến. Tuyết Lan trốn ở Thuyền Hoa, ngoại trừ muốn bảo vệ chứng cứ của mô đại nhân thì còn vì sợ liên lụy đến người khác. Chỉ cần dặn người đi thăm nói rõ điểm này, Tuyết Lan nhất định sẽ không tùy tiện giao lá thư này cho người khác. Về sau lại nhờ Giang Mama tới thăm cô ấy, thuật lại chuyện Ngô đại nhân mời nhà chúng ta chăm nom gia quyến, Tuyết Lan sẽ hiểu nên tin ai. Dù sao cha cũng là quan của Phúc Kiến, Ngô đại nhân khi còn sống lại thường tới lui với ông. Lục Nha đầu nói rất đúng, bình thường không ai hỏi thăm, đột nhiên có hai nhà tìm tới. Người phụ nữ Tuyết Lan kia hẳn sẽ suy ngẫm một phen. Lão Thái Thái chi trưởng khẽ gật đầu, cách này được đấy, ta sẽ bảo Bạch Mama chọn người thích hợp đi làm ngay. Hai bà cháu ăn bài ổn thỏa xong mới quay trở lại trong phòng. Sau khi dùng bữa, Bạch Mama tới bẩm lại với lão Thái Thái chi trưởng, đã tạm thời giúp đối tượng ổn định tinh thần trước, có điều xem ra Lâm gia không định buông tay đâu à. Lâm gia đã chen chân vào tất nhiên sẽ không chịu tha ánh mắt lão thái thái tri trưởng hơi tối đi, ở đời đúng là không có chuyện kiếm lời dễ dàng. Mọi người lại ngồi xuống nói chuyện thêm một chốc, khi tề nhị thái thái vừa đứng dậy cáo từ, tề tam tiểu thư liền quay sang lâm di đòi mớ trà nàng đã hứa. Lâm di cười bảo quất hồng, đi mang hai chậu bạc hà ta trồng tới cho tam tiểu thư và ngũ tiểu thư. Thấy nha hoàn thật sự ôm hai chậu cây đến, tề tam tiểu thư ngạc nhiên không thôi. Lâm Di giải thích, hôm nào hai tỷ tỷ muốn uống thì cứ hai lá này xuống hãm với trà. Mơ trong trà cũng là mơ ngâm bình thường. Nếu tỷ tỷ thích, ta có thể tặng một bình. Tề ngũ tiểu thư không khỏi tán thưởng. muội muội giỏi thật, có thể nghĩ ra cách uống trà tinh tế như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 54 trên cơ. Đưa tiễn người tề ra về xong, hoành ca vẫn còn cảm thán. Tề ca ca tốt thì tốt, tiếc rằng chỉ thông văn không thông võ. Bây giờ ta đã biết đọc sách có bí quyết, vậy cưỡi ngựa bắn tên hẳn cũng có bí quyết riêng. Lâm Di không nhịn được phì cười, tề nhị lang chưa kịp dạy huynh học hành phải bỏ công thế nào thì huynh đã kịp học đường tắt để lười biếng rồi. Thảo nào người ta hay nói sư phụ càng giỏi thì đồ đệ càng lười mà. Hoành ca đỏ mặt, ngựa ngùng nói, hôm nay đúng là ta học được không ít hoành ca thu dọn sách vở tề nhị lang để lại không để ý thời gian nên bất giác đã khá trễ tiêu thị cho người tới hỏi hoành ca có mang theo sẵn quần áo vì vậy bảo bà tử về báo với tiêu thị hôm nay ta ở lại chỗ của lão thái thái chi trường ngày mai đi thẳng tới thư viện luôn cho tiện tiêu thị nghe nói cả con trai con gái đều ở lại chỗ chi trường bất giác thấy hơi mất mát sau khi hồi kinh không thể sống riêng rất nhiều chuyện đều theo sắp xếp chung cho nên bà nhàn rỗi hơn rất nhiều. Việc chăm sóc cho hai đứa con chiếm hơn nửa tâm trí. Tiêu thị đặt công việc trong tay xuống, đi ra cởi nhìn một lúc, mấy ngày nay Trần Doãn Viễn cũng về rất muộn. Tiêu thị vừa định trở vào trong phòng thì đàm ma ma bưng bát thuốc bà thường uống đến. Sao lại đi lâu vậy? Tiêu thị lơ đãng hỏi. Đàm ma ma hơi ngập ngừng, tiêu thị bưng bát thuốc lên rồi lại cau mày đặt xuống. Thôi mang xuống đi, uống lâu như thế cũng chẳng thấy tác dụng, về sau không cần sắc nữa. Đàm ma ma vốn là hạ nhân hồi môn của tiểu tiêu thị, bây giờ trở thành ma ma quản sự, bàn về sự trung thành với tiểu tiêu thị, không ai có thể hơn bà, như vậy sao được, thái thái đã kiên trì bao lâu nay, ngộ nhỡ chỉ còn chút xíu nữa sẽ được thì sao. Tiêu thị chán nản nói, số ta chắc không còn, cưỡng cầu cũng vô dụng đàm ma ma không khỏi lo lắng thái thái đừng nói vậy chẳng phải đại thái thái nhà chúng ta vẫn chưa sinh được con nối dòng đó sao nhị thái thái sinh ra đại gia và tứ tiểu thư cũng rất lâu rồi mới lại hoài thai tiêu thị nghe thấy mi mắt liền giật một cái ngẩng đầu lên nhị tẩu mang thai đàm ma ma thấp giọng nói nô tỳ không chắc lắm nhưng lúc nãy có thấy nha hoàn của nhị thái thái đang sắc thuốc nô tỳ nhận ra mùi thuốc kia là thuốc dưỡng thai à còn dâu đàm mama nhờ liên tục uống thuốc dưỡng thai mới sinh hạ được cháu trai cho bà. Sự hâm mộ của tiêu thị nhanh chóng trôi qua, nhị tẩu đang ở tuổi thích hợp sinh con, có tin vui cũng là bình thường. Đàm mama lại nói, chẳng phải thái thái còn nhỏ hơn nhị thái thái nhiều sao? Bà ngừng một chút, nô tỳ xin được nói một câu nghe không hay lắm, tuy nhị thiếu gia đối xử với thái thái rất tốt, nhưng thái thái vẫn nên có con cái do chính mình sinh ra tiêu thị đã nghe không ít lời như vậy đặc biệt là khi trở về thăm nhà mẹ đẻ bọn tỷ muội cũng luôn ra giả chuyện này người phụ nữ nào không muốn có con của mình chứ nhưng bà uống nhiều thuốc như vậy vẫn chẳng có kết quả cũng may hoành ca và lâm di đối xử với bà như mẹ ruột tiêu thị cười khổ thế thì sao cách gì ta cũng thử cả rồi chưa hẳn đàm ma ma lại đặt bát thuốc vào trong tay tiêu thị phu nhân đi cầu nhị thái thái giúp đỡ đi lâm di ở trong phòng lão thái thái chi trưởng lắng nghe bạch ma ma thuật lại tình hình của tuyết lan đáng thương lắm gầy chỉ còn da bọc xương ở trong một gian nhà nhỏ xíu ngay bên cạnh thuyền hoa ban đầu tú bà cũng muốn sắp xếp cho cô ấy tiếp khách ai ngờ cô ấy lại bệnh đến mức không còn hình người tú bà tất nhiên không thể đưa ra tiếp khách nhưng tốt xấu gì cũng đã bỏ tiền ra mua liền để cô ấy làm vài việc vặt. Lão thái thái chi Trường nói, Ngô gia cũng nhẫn tâm thật, nói gì cũng là nô tỳ từng hầu hạ gia chủ, sao lại có thể đày đọa người ta như vậy. Bạch ma ma giải thích, cũng không thể trách thái thái Ngô gia ạ, à, nghe nói trong gia tộc Ngô thị có người vừa ý Tuyết Lan, nhưng Tuyết Lan thả chết cũng không chịu theo, cho nên mới bị bán đi. Lão thái thái chi trưởng lại thở dài, Tuyết Lan cũng quật cường quá mức. Lâm Di cũng từng nghe qua mấy chuyện thế này, trong nhà xảy ra chuyện thì nữ quyến sẽ do người trong tộc lo liệu. Lúc trước cha bị đưa vào đại lao, nàng và mẹ cũng chỉ có thể nghe theo nhị lão thái thái đồng thị và hai vị bá phụ, Tiêu thị dám mở miệng nói tiếng nào thì sẽ lập tức bị nhị lão thái thái đồng thị răn dạy. Lâm Di gạt suy nghĩ trong đầu sang một bên, quay sang hỏi Bạch mama, không biết Lâm gia sai ai đến đó vậy à? Bạch mama đáp lại, chỉ là một bà tử chuyên làm việc nặng, nhìn thấy có người tới, bà tử kia liền lặng lẽ bỏ đi. Sao nàng lại quên mất điểm này nhỉ? Lâm gia tự xưng là dòng dõi thư hương, làm gì lại để người nhà mình đến mấy chỗ như thuyền hoa chứ? Bá tổ mẫu ơi, bây giờ chỉ sợ Tuyết Lan bị Lâm gia dùng lời ngon ngọt gạt thôi. Lâm đại thái thái và Lâm Chính Thanh đều có tài ăn nói hạng nhất đấy. Lão thái thái chi trưởng cười khẩy, ngày mai Giang Mama sẽ sang đó, xem Lâm gia có thể đưa ra chiêu trò gì. Nàng quá rõ con người của Lâm Chính Thanh, đôi mắt kia nhìn thấy kẻ khác đau khổ sẽ càng thêm sáng ngời. Người bình thường gặp khó sẽ biết đường lui, nhưng Lâm Chính Thanh thì không đến bước đường cùng sẽ không chịu nhận thua. Lâm Đại Thái Thái giận đến run rẩy tay chân, tốn mất bao nhiêu bạc mới nghe ngóng được chút manh mối, không ngờ là công dã tràng mà lại không thể nói với kỹ nữ kia rằng bọn họ là lâm gia đúng là kỹ nữ vô tình con hát vô ý mà lâm đại thái thái đưa ý kiến bảo người đi cho ả à thêm bạc lâm đại lão ra nhíu mày cho bao nhiêu mới đủ hai trăm lượng đủ cho cô ta đến nông thôn dưỡng ra. nếu biết cô ta không thức thời như vậy ta đã tìm mấy người tới đe nẹt một phen rồi xem cô ta muốn giữ mạng hay muốn giữ đồ dưới tình huống không thể để lộ tên tuổi Lâm ra thì cũng chỉ có hai con đường này. Lâm Đại Lão ra bảo, ngày mai ta lại sai người qua đó, gian nhà cô ta ở nhỏ xíu như vậy, cùng lắm lật cả cái nhà lên mà tìm. Lâm Chính Thanh ngồi bên cạnh nghe thấy thì khẽ cười, cũng khó cho hai người họ nghĩ ra được biện pháp chu toàn như vậy. Lâm Đại Thái Thái đang không nỡ lấy đồ trang sức của mình ra ngoài đổi bạc, nghe thấy trượng phu đã tính trước như vậy thì cũng đồng ý với phương pháp này lâm chính thanh uống một hớp trà qua đêm nay e rằng trần gia đã ra tay trước rồi làm gì còn cơ hội cho chúng ta nữa trần gia chắc sẽ không hành động nhanh như vậy đâu lâm chính thanh điềm nhiên nói tiếp phụ thân thử nghĩ lại đi nói cho tiểu thiếp của ngô đại nhân biết chúng ta là lâm gia thì sẽ thế nào sẽ thế nào à ngô gia định cư ở kinh thành nhiều năm như vậy tiểu thiếp kia tất nhiên sẽ biết đến nhà họ Lâm, danh tiếng của Lâm gia đủ làm cho nàng ta yên tâm mà giao chứng cứ ra. Lâm chính thanh nhìn thẳng vào mắt của Lâm đại lão gia, chẳng phải phụ thân muốn lấy được đồ ư. Lâm đại lão gia hơi do dự. Lâm đại thái thái lại gạt đi, như vậy sao được. Ngộ nhỡ à tiểu thiếp kia nói chuyện này cho người khác rồi khiến dư luận xôn xao, thành quốc công chắc chắn sẽ tìm tới cửa lâm chính thanh nghiêng đầu nhìn lâm đại thái thái bằng ánh mắt sáng ngời tại sao lại để cô ta có cơ hội nói chuyện này với kẻ khác trên thuyền hoa ngày nào cũng có người chết bất quá chỉ là một hạ nhân hầu hạ kỹ nữ nếu bị bỏ xác xuống hồ cũng chẳng ai chú ý về sau chuyện có vỡ lở vẫn có thể nói rằng nàng ta không chịu được nỗi nhớ thương nên chọn đi theo ngô đại nhân lâm đại thái thái nghĩ tới đây liền cười tâu toét thanh ca nói rất đúng mau mau theo đó mà làm thôi. Lâm Chính Thanh nghe vậy thì dẫn nha hoàn đến thư phòng. Mẫu thân nhất định sẽ lấy được chứng cứ kia, chỉ cần nhìn thấu lòng người, bất kỳ chuyện gì cũng có thể lái theo ý mình cả. Tiểu thiếp của Ngô đại nhân chấp nhận chịu đựng khổ sở trong thời gian dài như vậy, có thể thấy nàng ta mong muốn Ngô đại nhân được giải hàm oan, khôi phục tước. Quan đến cỡ nào? Bây giờ chỉ cần ngon ngọt dỗ dành đúng chỗ bảo rằng nàng ta đưa đồ ra thì sẽ có thể giải oan cho ngô đại nhân về sau ở trên đường xuống hoàng tuyền gặp ngô đại nhân ngô đại nhân chắc chắn sẽ cảm tạ nàng ta hết lời ngô đại nhân có thể giao đồ cho nàng ta bởi vì nàng ta là người ông yêu thật lòng chứ không phải chỉ là một tiểu thiếp kế tiếp thế nào à tất nhiên là tiễn nàng ta xuống hoàng tuyền cũng coi như là chết có ý nghĩa phụ nữ ngoài mặt nhìn như thông minh nhưng thật ra đều là đồ cực cùng ngu xuẩn Nhìn thấy nụ cười mỉm như gió xuân trên mặt đại gia nhà mình, nhà hoàn thu dọn thư phòng lập tức dùng mình. Lâm đại thái thái căng thẳng chờ kết quả, theo tính toán thì làm xong chuyện sẽ mất khoảng 2 canh giờ. Lâm đại thái thái nhìn đồng hồ cát, bà ta cố ý để mama bên cạnh mình dẫn người đến thuyền hoa chính là vì sợ kẻ khác chân tay lóng ngóng để xảy ra sai sót. Đại thái thái, nửa canh giờ sau. Mama hầu hạ bên người Lâm Đại Thái Thái vừa lau nước mưa trên mặt vừa báo, cô ả à tên Tuyết Lan kia đã được người ta chuộc đi, nghe nói là trở về quê rồi. Cái gì? Lâm Đại Thái Thái chới với, suýt té ngã. Mặt trời vừa khuất núi, bên ngoài liền đổ mưa tầm tã. Lâm Di ở sau vách ngăn lắng nghe Lão Thái Thái chi trưởng nói chuyện với cha mình. Trần Doãn viễn ngạc nhiên nhìn phong thư trong tay, đều nhờ có Lão Thái Thái bằng không đã chẳng lấy được bức thư này. Lão Thái Thái Chi trưởng cười nói, đừng cảm ơn ta, đều là sáng kiến của Lâm Di cả. Huống chi chúng ta vì tìm người mà làm phiền đến cả tề gia, người ta cũng hiểu lòng thành của chúng ta. Người phụ nữ tên Tuyết Lan kia bệnh tật lâu ngày nên hao gầy lắm rồi, nếu người ta có thể khỏe lại, chúng ta nên giúp đỡ cho ít bạc, để người ta hồi hương mua mảnh ruộng nhỏ sống qua ngày. Trần Doãn Viễn nghe vậy thì càng thêm vui mừng, không ngờ Lâm Di còn nhỏ tuổi mà lại hiểu chuyện như vậy. Phong thư trong tay ông vẫn được niêm kín, lão thái thái chi trưởng không hề liếc nhìn lấy một cái. Trần Doãn Viễn vừa cảm kích vừa áy náy, lúc còn bé chịu đủ loại lạnh nhạt không ai đoái hoài, cho nên khi trưởng thành ông chỉ thấy oán hận người Trần Gia, nào còn lòng dạ thân cận với bất kỳ ai. Lão thái thái chi trưởng quan tâm thăm hỏi ông cũng chẳng để tâm, bây giờ ngẫm lại thật sự không phải. Lão Thái Thái, Trần Doãn viễn quỳ xuống trịnh trọng dập đầu, những năm qua đều là con có lỗi. Lão Thái Thái chi trường nhìn dáng vẻ thành tâm nhận sai của Trần Doãn Viễn, vành mắt đỏ ửng, được rồi. Bà giơ tay bảo ông đứng dậy, mấy năm cả nhà cậu ở Phúc Ninh, ta muốn giúp đỡ cũng bất lực. Bây giờ cậu trở về rồi, chúng ta nên bắt tay chuẩn bị kỹ càng thôi tương lai nhà tổ Trần Gia này còn phải nhờ cậu lo liệu đấy. Trần Doãn Viễn kinh ngạc mở to hai mắt, ông có nghĩ thế nào cũng không ngờ lão thái thái chi trưởng lại có dự tính như vậy. Lão thái tháo, chuyện, tốt như vậy, con. Lão thái thái chi trưởng lộ vẻ quả quyết, trong lòng ta chỉ nhận định mỗi mẫu thân cậu, chẳng lẽ còn giao gia nghiệp này cho đồng thị hay sao? Nói tới đây bà ngừng một thoáng, cậu cũng chớ vội vui mừng, sau khi Doãn Lễ qua đời, một mình ta chống đỡ cái nhà này, bây giờ ngoại trừ phủ đệ này thì của cải trong tay ta cũng chỉ đủ cho hoanh ca làm xính lễ thôi, của hồi môn cho lâm di lấy chồng thì vẫn phải do cậu tự mình lo liệu. Trần Doãn Viễn lại quỳ xuống trịnh trọng hành lễ với Lão Thái Thái chi trường. Lão Thái Thái đã lớn tuổi, con đương nhiên nguyện ý ở bên giường Lão Thái Thái tận hiếu. Chẳng qua con vừa được tin, Phúc Ninh đang bị lũ lụt, có lẽ con phải trở về Phúc Ninh một chuyến phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn